chết nó. Bà nghịch mày nói đi. Mày hít vào nhớ mắt nó có độc chết tao. Vãi lồn. Mày đít mà eo này, đít mà eo này. Chết rồi không tha. Thôi. Chết đâu. Em ôm. Quá. Thế là đéo nhớ mặt tao về báo thù. Thả nó đây. Đít đây, thả đây cho sống. Ra thả. Thôi tí nữa rắn nướng đi. Đều. À tao đít con mẹ này. Thôi nó đéo nhìn thấy mặt mình đâu. Ai bảo đấy. Tao chỉ nghĩ cái mấy đấy. Trước khi chết đi, cái lúc ấy cậu ơi tôi bảo. Cậu xem cái đấy chưa? Trước khi chết trong vòng khoảng khắc kiểu như mấy tích tắc ấy mà mắt nó nhìn được ai về nó báo thù mà. Báo thù. Thế bây giờ nó đã chết đâu? Thì bây giờ mình phải chọc mù mắt nó đi để tí trước khi chết nó đéo nhìn thấy. Thế ai mà dây vào anh Hải chắc. Nhưng mà rắn này gọi độc cái này nó. Hôm nay đi mà Hải chắc giết người đâu đi mà bảo từ ta chọc mù mắt nó đã. Tôi dẫm bẹp đầu nó này giỏi không? Thế ông phải dẫm bẹp đầu cái thằng nào mà ông giết đấy. Đúng rồi. Ông phải bẻ các cái cành lá kia hả? Sơn bẻ cái nhỏ Sơn đó. Bẻ Sơn các cành lá kia cho bà đốt lên. Nhóm này. Ghê vai ông ơi. Thích cực ý. Sao nó trơn trơn mát mát nhỉ? Ôi quấn vào tay tôi này. Địt mẹ. Ông đứng dịch ra ném địt mẹ không vậy. Đứng dịch ra không lại vào chân đi. Ném làm gì? Cho nó quá. Đập cũng được mà thì phải ném. Người này có độc không? Nó chỉ ngứa thôi, cắn nó mà cắn thì chỉ... Nó cắn thì mày ngứa thôi gì? Bị cắn con này bị mày cắn chưa? Hả? Mày bị cắn chưa? Chưa bây giờ, nghe quấn vào tay ghê vãi luôn luôn. Nghe thế mà bốc phét. Cắn này như rắn nước mà... Nghe anh Nam về... Tôi lại vào cái đống chân gà kia. Vào chân gà đấy ăn gì? Ăn ngon. Bắt được à? Quấn vào tay thôi chưa? Đưa được cái bật đấy. Làm vòng tay nhỉ? Không được đâu. Anh Nam nó về sao con rắn ở nhà? Nó anh lướt. Quang, anh Quang, không mồm rồi anh Quang vẫn sợ thế. Vãi lồn thật luôn. Nào chấm để nhóm. Con rắn nào? Con rắn nào? Chấm nhóm chưa? Con rắn hôm qua nhìn thấy chấm bảo ra rồi. Anh Quang nhé. Nó vẫn còn ở nhà. Không mồm rồi. Anh Quang hốt rồi. Thế con này cần gì cơ? Con mày ao mày. Yên. Vì cái. Nhóm con gì? Con đấy là rắn gì? Đây ông ơi. Hả? Quấn tiếp đây đi. Con mẹ mày. Mẹ ông tàn bạo thế ông ơi. Đi vãi.